Tổng công ty cổ phần công trình Việt Theo đã bàn giao hai phòng học chức năng cho trường Trung học cơ sở Bình Hải, huyện Bình Sơn. Công trình được đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện cơ sở vật chất của trường học vùng ven biển Bình Hải. Hai phòng học chức năng trường Trung học cơ sở Bình Hải do Tổng công ty cổ phần công trình Việt Theo tài trợ. Chi nhánh kỹ thuật Việt Theo Quảng Ngãi tiến hành thi công trong 4 tháng. Trường Trung học cơ sở Bình Hải được công nhận là đạt chuẩn quốc gia từ tháng 10 năm 2017. Song cơ sở vật chất vẫn còn thiếu. Hai phòng học chức năng với diện tích gần 146 m² đưa vào sử dụng giúp hoàn thiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Trường tổng cộng có 20 phòng học, nhưng trong đó là khoảng 10 phòng phải ngang ra để làm các phòng làm việc, các phòng chức năng và phòng thực hành rồi. Khi có hai phòng này sẽ trả lại các phòng học cho học sinh và nhà trường sẽ tiến dần đến là việc học 1 ca, chứ hiện tại vẫn học 2 ca trên ngày. Và việc học 2 ca trên ngày thì phải nói là hết sức khó khăn cho nhà trường. Phải nói rằng là đây là một công trình, tuy thì nguồn kinh phí nó cũng không là lớn, nhưng mà nó góp bằng một cái ý nghĩa quan trọng vô cái hoàn thiện cái cơ sở vật chất của trường Trung học cơ sở Một Bình Hải, một cái xã mà ven biển, con em học sinh đang gặp nhiều khó khăn. Khi mà tiếp nhận cái công trình này thì huyện sẽ có chỉ đạo cho ngành giáo dục, trong đó có thầy cô giáo của trường Trung học cơ sở Bình Hải sẽ có cái tiếp thu, quản lý, khai thác, sử dụng cho nó đúng cái chức năng. Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Tổng công ty Công trình Việt Theo đã có nhiều chương trình tài trợ từ thiện phòng chống bão lụt, phòng chống dịch Covid-19. Riêng hai phòng học chức năng trường Trung học cơ sở Bình Hải có tổng kinh phí 990 triệu đồng do cán bộ công nhân viên Tổng công ty Công trình Việt Theo đóng góp. Trong cái đợt mà bão lụt năm 2020 ấy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái cơ sở vật chất của trường học cho các em thì nó bị xuống cấp. Nên là với cái quỹ công đoàn của tổng công ty thì cũng ưu tiên là chọn một cái trường. Thì xuất phát từ cái đề nghị của phòng giáo dục Bình Sơn cũng như là ủy ban nhân dân huyện thì đơn vị cũng về khảo sát và tài trợ một cái hai cái phòng học chức năng để phục vụ cho cái công tác giảng dạy của thầy và trò của trường Bình Hải nó được tốt hơn. Dịp này, Tổng công ty cổ phần công trình Việt Theo tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Hải.